Rồi nha. Chà, đen thực sự bo 80 lần rồi anh em ơi. Thôi lỡ rồi quay phải ra con ly luôn em ơi, lỡ rồi. Đây nó chứ đâu. Yeah. Chà, đợt này đủ hết nộ nè anh em. Ok, dày nha. Đây con ly đang đúng nửa cây luôn nha anh em, đang đúng máu nửa cây nè, thử coi nó búp được không. Ok anh em, mình đang làm một kênh về Liên Minh Tốc Chiến. Ở tên kênh của mình là Mía Tốc Chiến. Đấy, thì bạn nào thích game Liên Minh Tốc Chiến hoặc là Liên Minh Huyền Thoại, có thể nhấp vào trong kênh của mình, tìm kênh Mía Tốc Chiến và nhấn cho mình một like, một share, một theo dõi kênh nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì cuối cùng cái sự kiện quay su xanh dành cho team hỏa cũng đã ra rồi. Thì anh em chắc cũng thừa biết là đứa nào rồi ha. Mà không nói nhiều nữa, vào quay luôn một thể anh em. Thì mình sẽ quay thử cái con ly này và cũng như là team hỏa này, thử coi đợt này ra cái tỷ lệ ra con ly và con mai đó, và con như là Sasu đó, rất là thích hợp những ông nào đang chơi team hỏa luôn. Thử coi cái tỷ lệ ra có ok không nha này. Rồi quên review cho anh em cái nữa, đó là lần xuống xanh nào cũng vậy thôi, nó sẽ có chiêu mộ tặng thêm anh em. Chiêu mộ tặng thêm đợt này cũng khá là ngon. Khi anh em quay chúng ta có thể nhận được những cái tuyệt học của team lửa nè, rồi cái huy hiệu bảo vệ rồi nữa nè, rồi thêm cái móc 100 là sẽ có hồn sen đỏ đỏ thức tỉnh vũ khí của Ly Hoàng Quý Hồng nha anh em. Ok, để mình coi coi. Ạc này là ạc hôm bữa là mà hồi đó mình có review cho anh em coi rồi đó. Thì ạc này là đang là chơi con Rugal và con Ghi. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ vào quay con ly cho anh em coi luôn, coi tỷ lệ có ok không nha nè. Rồi dập thấy đến 10 này. Hồi sáng mình có thấy một ông gọi là ui mai kia, mà mình có thấy một ông gọi là quay con ly hình như có 30 lần là ra rồi anh em. Đợt này không biết sao. Ok, ông nào chơi mai đợt này là phải quay sự kiện này thôi, bởi vì đang rất là ngon. 40 mảnh mai nè anh em, tỷ lệ ra mai Sasu và con Jin dứt. Trời ơi, Maxima nữa hả? Vãi đạn vậy. Ui, lại mai nữa. Ngon. Đấy, đợt này mà con mai là có dư mảnh để mà úp mồm cho nó, và cũng như là chúng ta lấy mảnh nó để đột phá lên nữa nha anh em. Rất là lợi luôn. Ly nè, được có con ly. Anh em là chưa có ly thì nên canh những cái sự kiện này để lấy. What the hell? Thật sự luôn anh em ơi, 30 lần là ra rồi. Wow. Chiêu mộ kim cương nhận đấu sĩ SR Ly. Ok, trời ơi, khá là ngon anh em ơi. Ông này thì chưa có ly nè, lấy về để kích chơi. Ui, có ly rồi nè. Ok, 288 kim cương anh em. Đó, y chang như hồi nãy mình nói luôn, quay 30 lần là ra con ly rồi anh em. Đúng 30 lần luôn anh em, coi đây. Đấy, 331 lần, một lần ri hồi sáng. Ồ, những cái trong này thì nhận được cái con chim nè. Ok, rồi. Ok anh em, hồi nãy quay 30 lần ra con ghi rồi, đang rất là hên, rất là ham luôn. Đó, nên là nick kia bây giờ tạm ngưng, đó, để cho ông chủ ạc xử lý. Bây giờ tới lượt nick của mình. Đây. Hôm qua quay sự kiện Terry 50 lần không ra, rất là quê độ với lại cái đám này luôn. Còn bây giờ đợt này quay ly hình như có 3 ngày thôi nha anh em. Mình đang có 242 su xanh, đợt này chắc mình sẽ quay su xanh con ly luôn. Thì mình không có chơi ly anh em ơi, bởi vì mình nếu anh em nông dân đó muốn cần cái meta giáp ảo thì anh em chơi ly ok đó. Còn ông nào mà có ghi rồi thì chơi ghi với mắc gì chơi con ly, đúng không anh em? Nên là bây giờ mình quay để mình lấy mảnh và cũng như là những cái vật phẩm để chiêu mộ, quà chiêu mộ đó anh em, đó chiêu mộ tặng thêm đó, thì mình sẽ quay con ly đợt này đó, hy vọng là 30 lần là ra luôn anh em. Ngon. Ok, nhất cái nữa nha, quay tiếp tục cho anh em coi luôn em cho nó nhanh. Hy vọng là 30 lần là ra rồi. Đợt này mình thấy tỷ lệ 30 lần là ra khá là ok, y chang như hồi nãy mình nói luôn nè. Rồi mình kêu là hả, có ông trên rúp 30 lần là ra rồi, hồi nãy quay đúng 30 lần luôn, không biết ạc của mình rồi có như thế hay không anh em. Hy vọng là ra con ly ở đợt thứ 30, chắc chắn là ra mai rồi anh em ơi. Đợt này ra mai nhiều này.
Ôi, Chizuru nữa này. Oh man. Ok. À, 20 bản cao phải ngon. Trời ơi, phải vậy chứ anh em. Rồi, đây là cái lần thứ 30 của mình đây anh em ơi. Hy vọng đợt này ra con Ly luôn. Ok. Ôi shit. Ra ráp thì chắc không ra Ly rồi. Trời ơi. Quay ạc của người khác á thì hên ạc của mình quay ra lại xui anh em. Khá là buồn luôn. Ok. Dứt cái nữa anh em nhờ. 30 lần không ra thì chắc cũng phải 70-80 lần rồi. Yo. Ôi Goro à. Được đấy anh em. Andy nữa nè. Trời ơi, nhưng mà hồi nãy được 20 mảnh cao phải là mình ngoãn nguyện rồi anh em. Được Ly hay không cũng được. Ok, bao nhiêu lần rồi ta? 40 lần rồi đó anh em. 50 này. Phải ra con Ly cho mình đi. Trời ơi là trời. 30 lần rồi ra, của người khác là 30 lần rồi ra rồi khá ngon. Ạc mình giờ quay qua là không ra nổi anh em ơi. Ok, dứt cái nữa nha. 50 lần rồi anh em ơi. À, thì đợt này thì sẽ có cái móc. Theo mình thấy có cái móc của Jin là 30, 80 và 110. À, ba cái móc nha anh em. Trời, đứa nào quay được con Ly được kìa. Nãy mình thấy đứa nào lên TV quay được con Ly rồi anh em. Ok, đang 61 lần rồi. Dứt cái nữa. Mai hả? Ừ, Mai cũng được. Mai cũng ok. Ui, 20 mảnh Yu-Gi-Oh có nữa. Chà, đợt này hơi bị ngon à nha. Khá được đấy anh em. Đây, à mình quay 70 lần rồi. Đây là cái lần tỷ lệ ra cao thứ nhì. Đó. Hy vọng đợt này ra luôn. Anh em ơi. Chà, ra Shingo thì thua rồi. Ây. Mình thấy tên của mình ở trên bảng vàng. SSR đấu sĩ cao phải mảnh 20. What the hell. Ok, được 40 mảnh ca phẩy rồi anh em ơi. Khá là ngon, được rồi đó anh em. Thấy ổn ổn rồi đó. Rồi nha. Chà, đen thực sự bo 80 lần rồi anh em ơi. Thôi lỡ rồi quay phải ra con Ly luôn anh em ơi. Lỡ rồi. Đây, nó chứ đâu. Yeah. Lần thứ 90 mới ra nha anh em. Lần thứ 90 mới ra. Ok, khá ngon rồi. Chà, đúng trời phụ lòng người. Mình thấy đợt này ra con Ly tỷ lệ cao trước cái mốc 110 rất là nhiều. Đó, hồi nãy là 30. Bây giờ là đã 90. Không có nhất thiết anh em phải quay 110. Rồi, ok. Thì mình quay cỡ chừng 90 lần. Đó, 90 lần thôi anh em. Còn cái lần, còn 8 lần nữa thì mình sẽ hoạt động hàng ngày. Đó, để cái ngày cuối cùng thì mình sẽ quay 8 cái lần đó để mình lấy cái mốc cuối này anh em. Đó, khá là ngon. Phải lấy cái móc cuối thôi anh em ơi, lấy thêm cái hồn vũ khí của nó nữa. Ok. Trời ơi, những cái tuyệt học rực lửa đồ và huy hiệu bảo vệ cũng khá ok anh em, để nâng môn cho tụi nó. Đó, còn cái 8 lần nữa thì từ từ mình chơi nè. Cứ để nó đi, ra Ly ra thấy ok rồi. Ly của mình thì hiện đang bữa giờ cũng không có build em nó anh em, từ khi có em ghi ra không có build em nó. Nên là em nó cũng khá là yếu. Nhưng mà mình vẫn sẽ test cho anh em coi à, cái con Ly Hoàng Phí Hồng khi mà chúng ta bỏ chung với lại cái con Ghi thì nó sẽ như thế nào. À, đi tem lửa luôn nha anh em, đi tem lửa luôn. Ok. Kiếm cái chiến hồn được được cho em nó anh em nha. Đây có chiến hồn nào cấp cao cao xíu nhét vô cho nó đánh đi. Cái con Ly nó đánh đỡ đi nè. Ok. À, chiến hồn này cũng được nè anh em. Đấy, con Ly này nó buff cái giáp theo tầng thiêu đốt và cũng như là lửa, tầng lửa thiêu đốt anh em, và cũng như là thủ của nó. Đó, nên là cũng rất là khó khăn đó trong việc là đánh nhau. Nhưng mà có con Ghi nữa thì nó sẽ khác anh em. Đó, ok, đây là cái đội hình của mình. Đó. Thì mình sẽ để con Ghi đi với lại con Ly. Đó, thử coi nó buff giáp như thế nào anh em. Giờ thì sẽ gọi là thằng này nó đang hỏi mình đang làm clip à nè. Để mình kiếm ông nào được được mình sẽ bim thử coi như thế nào. Ok. Đánh ông vừa vừa thôi anh em ơi, thử tim cực hạn lưu hả? Ok, tỷ thí ông cực hạn lưu này thử coi sao. Đấy. Đó, thử coi con Ly mà đi với lại con Ghi thì nó búp dép làm sao nha anh em.
thì con Ly của mình nếu mà build đàng hoàng đó, đi với lại con ghi nó búp giáp các con nào mà kẹp theo tên hỏa nữa anh em, thì mình nghĩ nó rất là dày luôn đó. Cha đợt này con Ly không có đủ nộ để mà chơi tuyệt kỹ rồi. Ok giờ đúng mặt này a à, đủ rồi kìa anh em, đủ rồi kìa, rồi được thần tiêu đốt luôn, khá ngon. Trời ơi sao một tui bên kia muốn bay màu vậy ta. Đấy ui nó dày lên lại, nó đã có búp máu nè, nhưng mà được có một tầng thiêu đốt thôi. Dạ giáp dày quá vậy sao chơi đây. Oh man. Ok hồi nãy từ khi cái con ghi nó búp cái đam á nè, búp giáp, ôi bay giáp ly luôn kìa, trưởng nữa kìa, úi mẹ ơi đau thế. Rồi xong bay ly của tôi rồi. Từ khi con ghi nó búp giá thì mình không thấy con ly nó búp được bao nhiêu luôn anh em ơi. Không có sự khác biệt luôn. Ok, trận này chắc win rồi. Để mình kiếm một trận khác mình cho anh em coi lại nha. Ok vào trong hạng đi. Đấy, kiếm ông nào được được A. Thằng Vũ này hồi nãy nó, không thằng này nó mạnh lắm, đánh không lại. The Wit rồi đi anh em. Ok, đây là cũng team hỏa luôn nè. Ok, ngang lực chiến nha anh em, ngang lực chiến nha. Ok, mình sẽ để con Ly của mình búp chung với lại con Ghi coi như thế nào. Thì mình đang thay con Kyo và con Mai vào trong team để cho nó búp thêm tầng thiêu đốt cho team anh em. Cha, đợt này đủ hết nộ nè anh em. Ok, dày nha. Đây, con Ly đang đúng nửa cây luôn nha anh em. Đang đúng máu nửa cây nè, thử coi nó búp được không. Trời ơi, không tầng thiêu đốt rồi. Thấy không có sự khác biệt gì hết em, chắc con Ly của mình yếu quá. Trời ơi, cao phải đẩy 2.8 đam luôn kìa. Chắc con Ly của mình yếu quá anh em ơi, nên là nó búp không được nhiều. Hồi nãy là nó đúc búp là không có tầng thiêu đốt nào cả, búp trúng cái hàng không có tầng thiêu đốt. Ok, đánh một trận được được xíu cho anh em coi nha. Đánh nhau mạnh mạnh đi, đánh với thằng Vũ đi. Ok, trời ơi nó mạnh hơn mình nhiều anh em ơi, team nó team siêu nữ khá là ghê. Ok, hy vọng là đợt này đủ nộ anh em. Con Ghi thì nhìn là thấy đủ rồi đấy, nhưng mà con Ly thì chắc là không đủ rồi. Con Ly mình thiếu một tí. Ok, hy vọng là đợt này là nó sẽ trụ lại được tuần sau, trụ lại được tuần sau để bước khiêng anh em. Ôi hóa giải kìa, ơi hên quá. Hồi nãy mình thấy rõ ràng cái hiệu ứng hóa, rõ anh em, hiệu ứng hóa giải. Nó hóa giải cái chiến hồn vô địch, nhưng mà cái ui ôi câm lặng hết. Xấu à, ba ơi năm luôn à, vãi đàn thực sự. Trời ơi câm lặng xấu luôn vãi. Ok trời ơi nó hóa giải đánh ngay cái hàng đầu tiên luôn em. Trời ơi nó câm lặng xấu đứa vãi cái đạn. Cái team này thiệt là quái vật thực sự anh em, quái dị anh em, team này quái dị quá. Nhưng mà vẫn đang thừa hưởng gọi là cái giáp siêu của con Ghi. Ok, phải đúng team hỏa đánh mới được anh em ơi. Ai cha đâu, ai cha đâu. Đây là mình bỏ một vài đứa để thay vào team anh em, nên là cũng hơi yếu một tí. Ok, ok, chắc được. Ủa ôi, Mai đạt được hai lần luôn kìa anh em, giết được ba đứa luôn mà lấy gì mà không hai lần. Nhưng mà lần này chắc chịu không nổi Kula rồi. Đấy. Ok. Test bậy bạ cho anh em coi cho nó vui. Đó thì không biết anh em đợt này anh em có chơi con Ly hay không, quay con Ly hay không thì anh em hãy comment bên dưới ha. Nếu thấy hàng win like share những từ dõi kênh của mình cho anh em kính nhiều nha.